Xin chào các bạn, cho tôi giới thiệu cho bạn thương hiệu mỹ phẩm được Cetaphil chính hãng. Đây là trang chủ của Cetaphil. Sẽ có một số rửa mặt này. Sáng sớm đấy, Cetaphil làm sạch sẽ an toàn này cho làn da này, cảm nhận làn da khỏe mạnh, cứ một cứu tiền cho làn da nhân chống nắng. Chúng ta sẵn sàng sản phẩm của Cetaphil. Thì Cetaphil có phân loại các sản phẩm gồm một số rửa mặt, sữa ngọc, dầu gội cho chị em, sữa dưỡng ngọc, dầu dưỡng cho trẻ em, sữa tắm cho chị em, dụng cụ chăm sóc cơ thể. Cetaphil có sản xuất tại Bình, có công ty tại Bình Dương. Thế mình nghĩ thì Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, giờ Bình Dương nó có nhiều công ty người ta sản xuất mỹ phẩm, người ta lấy trực tiếp từ Bình Dương ra từ Bình Dương cũng được. Bình Dương giờ là trung tâm kinh tế mạnh của cả nước. Đấy, cái sản phẩm của xe vì ý lắm, có một ít sản phẩm sẽ tại vì cái sản phẩm rồi. Chắc thời gian tới sẽ tăng thêm sản phẩm. Giờ mình vào một sản phẩm sẽ tại vì mình mở sẽ này, sẽ mặt sẽ tại vì gần tới skin từ ngày mình rốt. Đây là hình ảnh sản phẩm này, giao hàng quá chậm. 3 ngày trước là giao hàng quá chậm, được rồi, đừng bị giao hàng này, không phải rồi. Thì nhờ mình vào xem một số xem mình đã nhận số xong rồi. Là cái nhìn đấy, giờ nghe cái bản cho ăn chậm là giờ tùy vùng địa điểm bạn nhỉ. Ví dụ các bạn ở vùng thành phố Hồ Chí Minh thì thấy giao hàng nhanh hơn. Các bạn ở vùng phía Bắc, ví dụ như Lạng Sơn hoặc Bắc Ninh của phía Bắc nó xa thì người ta sẽ giao hàng chậm hơn. Lý do nữa là giao hàng, nếu mà giao hàng nhanh thì chỉ cửa phí nó đắt hơn. Gồm một loại giao hàng chậm ở độ 30 đến 40 nghìn, giao hàng nhanh đến hàng trăm nghìn thì người ta bán cho bạn giá rẻ thì người ta chết. Đây là sai, đây là do nhân viên nhỉ, chứ không phải do thương hiệu. Một sản phẩm vì đối với giao hàng rồi, còn sản phẩm thứ hai chất lượng sản phẩm ok, đang chờ sản phẩm sẽ tốt. Giao hàng thì mình cũng để tránh khỏi được cái tổng cảm cho đây sản phẩm sữa tắm tinh thần này, baby cho chị em này. Giả sử tắm gội mà lại nhận lần lần thứ hai vì là giao hàng sai. Để chờ tấm cởi mà lại nhận lần đôi theo giờ hàng xe nên giờ nhân viên kiểm hàng chứ không phải giờ nhé, cho shop không có ý giờ nhân viên kiểm hàng. Cái này là cũng khó, lối giao hàng thì cũng và mua giá thường nên chỗ chị có sai nhưng ra một đám rồi cho gọi tốt nhé. 2 tháng trước rồi tốt, giờ như các bạn để tránh giao hàng sai này, để tránh giao hàng sai các bạn vào chủ trai với khách hàng này, cái tay trai với anh hai chị nhàng Cetaphil nha các bạn vào chủ trai nha. Chắc là đã vào chủ trai các bạn nói chuyện với nhân viên chăm sóc hàng khách hàng của Cetaphil về sản phẩm này. Ví dụ chú ý này, em đặt đơn hàng này, em đặt đơn hàng này, đơn hàng này này, tên này, sản phẩm này, anh chị giao hàng đúng cho em nhé.
Ghi địa chỉ. Ví dụ bạn nhận hàng vào buổi tối thì các bạn bảo nhân viên nên bảo ghi ở ngoài là giao 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 hàng buổi chiều chiều tối em nhé. Đấy, bạn phải ghi chú cả đơn hàng này thì các bạn mới tránh được cái lỗi về giao hàng. Tránh về cái lỗi giao hàng của tôi chứ, các bạn mà chở thì giao hàng này bị nhầm lắm. Vậy chết được cái ok đấy. Đấy, các bạn chú ý nghe trái bị sọc chỗ để được để tư vấn, và khi nào nhân viên trả lời thì các bạn đặt hàng, người ta sẽ lưu ý cho đơn hàng của bạn. Đấy, giờ mình vào phần hồ sơ chưa? Tất cả sản phẩm nó không bị mình xin tạp phí, cũng vào hồ sơ của xin tạp phí này. Giao hàng đúng hạn 100%, mỗi cái tỷ lệ phân hồi trả ra 100% hoạt động một ngày trước, nghĩa là người ta không nhân viên chặn, người ta nhân viên chăm sóc là chưa có, chỉ mắc một cái lỗi là giao hàng chậm một thứ thôi, giao hàng quá chậm. Đấy, quá chậm là do đơn vị vận chuyển thì các bạn trả với dân hàng ra bộ rồi giao hàng nhanh cho em thị, hoặc là do đơn vị vận chuyển ở Bình Dương nó kém, không như thế đơn vị ở Thành phố Hồ Chí Minh đấy, hoặc là người ta gửi tiết kiệm đấy, các bạn cũng thông cảm cho người ta. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến video, chúc các bạn một đôi sản phẩm mỹ phẩm chính hãng tốt nhất. Cảm ơn bạn.